Ngọc Minh trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức cập nhật buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là những bản tin chính tối hôm nay. Người dân thủ đô Brussels ủng hộ kéo dài lệnh phong tỏa để đối phó với sự lây lan của COVID-19. Nhiều người lớn tuổi ở Nam Phi đi xếp hàng nhận trợ cấp xã hội bất chấp nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Vi phạm lệnh cách ly, một mục sư ở Florida bị bắt. Và diễn biến COVID-19 tại Việt Nam.